mặt vào với cái dĩa luôn. Quẹt. Mùng 1 May có khách mở hàng rồi chứ gặp mấy cha nữa rồi thôi. Để bên nó đi, cứ để bên nó đi.
đi được chục cái không mày? Chắc không tới thì. Tiếng rưỡi là nặng năng suất, còn quay cái giật cái dụi này thì chắc chắn chắc ta liệt thôi. Tối rồi nói chứ chị chỉnh đèn đi. Có chân đừng đụng chị Yến em. Ủa? Chân phải bé Hương. Biết được bài này cái bài đặt hỏi. Emily. Cô đi khỏe, đi vòng mô cũng chơi được hết. Bữa trước ông hỏi bất lao quét rồi, bữa đi ông mới tới luôn. À, ngày đi bỏ lục trường cho nghỉ cái mẹ được đi đấy gì nữa. Được rồi. Bận thôi, không đi được.